Cập nhật phiên bản mới anh em ơi, có quá nhiều sự thay đổi. Trải nghiệm game đảm bảo với anh em xem xong các sự thay đổi này, các bạn sẽ hào hứng chơi lại một số vị tướng cho bạn xem. Thay đổi từ tướng này, trang bị mới và một chút cơ chế thị trường. Anh em nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình với đấy, đừng để họ tối cổ. Và đừng quên bấm một like cho TNG thêm động lực nhé. Cùng TNG review ngay nào. TNG Shop.vn báo sale mùa hè, thổi bay nóng lực với các lốc giảm giá. Mua tài khoản Liquid VIP, tài khoản nhiều skin 2S, 3S chỉ từ 80k. Khó để quên vô tận đã được sale với giá chưa từng có. Chơi thả ga với chế độ bảo hành cực cao từ shop. Tới ngay TNG Shop.vn đón cơn báo sale xua tan nóng bức ngày nào. Illumia Đào bị tướng pháp sư khó chịu, khắc chế vị tướng sát thủ đấu sĩ lao vào một nhịp hoặc là cơ động không quá cao, kể cả đi trợ thủ nhá, cũng đủ khiến bọn xạ thủ quân đốn. Những tình huống quăng cầu cường hóa không chỉ là đam mà là cả công chế, khiến bọn sát thủ đấu sĩ rất dễ bị hớ, không cẩn thận còn bị nằm xuống oan uổng. Hai quả cầu cường hóa đủ khiến mọi tướng ngao ngán. Sửa như vậy, khả năng dồn đam nhanh, hiệu ứng khủng bị giảm đi, kẻ địch thêm thời gian chống để chạy nếu đủ cơ động. Vẫn là một vị tướng đáng chơi nếu bạn cầm con bài kiểu là nhiều khống chế, thêm đó là cái lượng sát thương ở tầm xa an toàn. Modem thời gian qua luôn bị lép vế trước vị tướng xạ thủ tay dài và rất là khó khăn trong giai đoạn đi đường, lúc giao tranh thì khó khăn trong việc giữ vị trí. Điều này ảnh hưởng rất là nhiều đến việc các bạn pick Modem trong rank. Sự thay đổi này của Modem rõ ràng là chưa quá nhiều sự khác biệt, vẫn rất là khó cạnh tranh với vị tướng xạ thủ thuộc top đầu meta hiện tại, nhưng mà tăng sức mạnh là vui rồi, khi ra nhà làm game còn biết nó tồn tại. Tachi sẽ thay đổi cơ chế từ không để chọn được mục tiêu trở thành không bị khống chế và sẽ đền bù thêm cho anh em là 40% miến thương. Nhưng với TNG, thay đổi như vậy là quá tệ cho vị tướng Tachi rồi, bởi vì chúng ta cần được chính là không bị chọn mục tiêu cơ, chứ thấp máu và kẻ địch dồn đam cho dù là 40% miến thương thì nên bảo đếm số thôi. Chúng ta cũng đến với găng Hercules mới, nội tại hoàn toàn mới và đương nhiên lên đồ nó khác, sẽ không còn hóa khổng lồ đâu nha anh em nhá. Nó sẽ là 200 giáp và 1000 máu cùng một cái nội tại ở trên là đốt sát thương chuẩn theo phần trăm máu mục tiêu. Công thức đây anh em, hoàn toàn mới. Và chúng ta sẽ một cách áp dụng khác nhau. Thêm 280 vàng. Đây, anh em coi đồ nhé. Có hàng rồi. Và bây giờ bắt đầu test thôi. Thí nghiệm trực quan nè. Đấm vào mồm cái thằng khỉ này luôn. Sát thương chuẩn, đốt trong 3 giây. Điểm hay của nó là gì các bạn biết không? Đó chính là các bạn cứ đánh như vậy thì sát thương chuẩn liên tục gây ra, nó không có thời gian hồi. Đánh càng nhiều, càng phê, càng lâu và càng duy trì. Được không anh em ơi? Ví dụ Omen quẹt, Flo đâm chọc, hay kể cả là các vị tướng xạ thủ. Ví dụ các bạn muốn lên cho xạ thủ là 1000 máu với 200 giáp đi, bắn vẫn có thể gây ra nhá. Mà tiên diện chưa test với các vị tướng đánh xa, vì nó áp dụng chúng ta. Các bạn nhớ nhé, áo lửa nó lấy phần trăm máu và nó đốt thành sát thương phép, đấy là việc của nó. Nhưng mà khi áo lửa kết hợp với cái găng ấy thì chúng ta có các loại sát thương như sau. Đó là sát thương phép của áo lửa. Và đương nhiên nếu các bạn lên găng và bạn đập găng ấy, chúng ta có cả sát thương chuẩn của găng và cả đam vật lý của vị tướng Tara này. Tuyệt vời không ạ? Hãy comment các vị tướng thích được hưởng lợi nào. Còn nếu bạn lên hai trang bị là găng hay quét và mặt nạ thì đương nhiên nội tại của mặt nạ nó không bằng găng, nên các bạn biết đấy, chúng ta sẽ dùng nội tại của găng. Đây là TNG bán găng rồi nhá. Test trực quan cho anh em luôn, xem phát là hiểu. Đang có mặt nạ, mua thêm găng. Không còn nội tại của mặt nạ mà chỉ còn nội tại của găng thôi. Nội tại nào cao hơn thì lấy nội tại đó, tức là cái mặt nạ Berit này sát thương phép không thể bằng sẵn chuẩn được. Hiển nhiên đúng không? Một Omen có găng, đỉnh không anh em? Chưa cần nội tại kích cái sát khí lên thì đã có thể gây rất là nhiều sẵn chuẩn rồi. Ví dụ Omen tinh linh chứ không phải là đấu khí, kết hợp thêm cái quả găng Hercules. Ôi trời ơi, quá là đỉnh luôn nào. Kết hợp thêm nội tại sao nhở? Anh em xạ thủ lại khóc thét rồi. Quá là đỉnh luôn. Và đừng quên lính quái tướng nhá, chứ không phải là chỉ tướng đâu. Tuyệt vời không ạ? Nếu các bạn có thêm cái nội tại của rồng thì sao nhở? Mắc, hãy test cùng mắc. Đây là một mắc khi chưa lên găng, gây sát thương chuẩn theo nội tại. Nếu mà mắc có thêm găng thì sao? Sự khác biệt, hai lần sát thương chuẩn liên tục.
Anh em thấy tuyệt vời không ạ? Đỉnh của chóp nhá. Vậy nếu Max sử dụng chiêu cuối, găng có đốt sẽ thức chuẩn. Cùng test nhé. Bật lên. Có ghi luôn anh em ơi. Vậy thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ rằng Max sẽ sử dụng găng hay là sử dụng mặt nạ Berit đây. Tiếp tục đốt và giảm hồi phục cái địch kia. Test cho anh em luôn nè. Mặt nạ nhá. Mặt nạ chính là đốt cái sát thương phép. Và các bạn nhớ là chỉ được chọn một là găng, hai là mặt nạ thôi. TNG lựa chọn găng. Còn anh em thì sao? Chúng ta cùng chém gió về các sự thay đổi nào. Đầu tiên là Moren, đơn giản thôi, tăng tầm đánh. TNG nhớ không nhầm ấy là trước đây sau khi chỉnh sửa toàn bộ xong là Moren bị giảm một chút tầm đánh đúng không? Còn bây giờ như là trả lại, nếu không nhìn là vậy. Nhưng với TNG, Moren chỉnh cũng vậy thôi anh em ạ. Rất là khó cạnh tranh. Illumia, tốc độ cường hóa và tung chiêu 1 giảm xuống, ảnh hưởng rất lớn nhá. Chúng ta đều quá quen một Illumia tung chiêu 1 cường hóa, sau đó tiếp cận sử dụng chiêu 2 quẹt trúng tướng, lập tức có ngay lần 2 cường hóa, rất khó chịu. Ảnh hưởng chắc chắn rồi, nhưng mà chắc chắn không khiến cho vị tướng này phê đâu. Nhưng mà hiện tại các bạn phải công nhận với TNG rằng Illumia nhá, dù đi trợ thủ hay đi mid ấy, quá ức chế, quá khó chịu. Kể cả là Heate có thanh tẩy ấy, thì cũng phải khóc thét với vị tướng này thôi. Tachi thì sao? Giảm thế ai chả buồn, đúng không? Nhưng mà bù đắp có gì đây? Miếng khống chế và 40% miếng thương. Chiêu 1 cường hóa là 20% miếng thương gồng, còn chiêu cuối là 40% miếng thương trong thời gian các bạn bay lên với chiêu cuối. Đương nhiên nó không thể so việc là không bị chặn mục tiêu rồi, nhưng đây là bù đắp anh em ạ. Đúng chất bù đắp. Không vui nhá. Găng Hercules thịnh nộ. Đây là cái trang bị mà nhiều bạn quan tâm nhất. Giá thì chỉ có 1k9 thôi. Công thức mới nha anh em nhá. Và cái nội tại hoàn toàn mới luôn. Đòn đánh thường và kỹ năng đốt sát thương chuẩn. Nhớ nhé, không cộng dồn với mặt nạ Berit. Công thức đây. Công thức của găng chúng ta nha anh em nhá. Team nè. Cái team là team, team gì? Team Equalus hay sao ấy. Đây. Một cái đồ đạc gồm có gì? 200 giáp và 1000 máu. Tuyệt vời không? Các vị tướng đấu sĩ chắc chắn thích. Và quan trọng nội tại nhá. Các bạn có thể lên chung găng với áo lửa, áo choàng thần ra đó, hoặc là găng với dìu. Tuyệt đối không lên áo băng, à sorry anh em, không lên áo lửa với lại dìu một lúc nhá. Hãy lưu ý từ hoặc của TNG, hoặc chứ không phải là và nhé. Và nó sẽ trùng nội tại với cái mặt nạ Berit. Đấy, nội tại của mặt nạ Berit ấy, nó lại yếu hơn cái nội tại của cái đồ của chúng ta, tức là găng Hercules thịnh nộ. Nên chúng ta sẽ lấy cái nội tại của găng, chứ không phải là lấy nội tại của mặt nạ. Nếu bạn lên hai đồ này, tức là chúng ta chỉ lên một trong hai đồ này thôi. Ví dụ thực tế đây anh em. Khi các bạn lên găng, các bạn đánh thường hoặc là tung chiêu lên mục tiêu là lính quái tướng thì sẽ đốt sát thương chuẩn về chơi anh em. Và nhớ nhá, nó là liên tục duy trì, không có cái thời gian hồi đâu. Liên tục duy trì trong 3 giây và trong 3 giây sau, tức là sau 3 giây ấy, thì các bạn vẫn còn tung chiêu và đánh thường thì kẻ địch lại tiếp tục bị đốt, chứ không có chuyện là các bạn có thời gian hồi đâu. Tuyệt vời đúng không? Vị tướng nào thích nhở? Omen nè, rồi Floor các thứ, nói chung là nhiều lắm anh em ạ. Ví dụ khác cho anh em về vấn đề đó chính là kết hợp găng cùng cái áo lửa. Áo lửa là đốt sát thương phần trăm máu thành sát thương phép. Đấy là việc của nó, nó chẳng liên quan gì tới găng. Găng các bạn phải tung chiêu và đánh thường. Nhớ nhá, găng chúng ta phải tung chiêu và đánh thường. Nên áo lửa là đốt của việc áo lửa. Nó giống các bạn lên cái khiên huyền thoại và các bạn lên cái giáp hiệp sĩ đó, đúng không? Một cái là trong phạm vi, một cái là bị đánh. Nó dạng dạng kiểu đấy ấy. Tức là các bạn vẫn có thể lên và nó sẽ không trùng nội tại. Ví dụ cho anh em nhá. Đây, anh em để ý không ạ? Tara đang gây ba cái loại sát thương lên ngộ khỉ. Sát thương phép 192 ở đây ấy là đốt từ cái áo lửa. Anh em nhớ nhá, đốt từ cái áo lửa. 169 sang chuẩn ở đây là từ cái nội tại của găng Hercules. Và 204 ở đây là sát thương vật lý từ đòn đánh đấm thường của Tara. Tức là nó để tạo ra ba cái loại sát thương. Nếu mà Alan lên cái này tạo ra bao nhiêu loại sát thương hả anh em? Nó sơ sơ được dạng thì thôi anh em ạ. Còn Max lên thì sao? Khi mà Max của chúng ta lên cái găng ấy thì các bạn bật chiêu cuối.
kẻ địch vẫn bị đốt giống như cái bạn, giống như các bạn là lên mặt nạ Berit. Bị đốt nha anh em nhá, bị đốt giống mặt nạ luôn. Và nếu bạn sử dụng mắc lên găng mà đấm thường vào tướng địch ấy, hoặc là lính quái tướng, thì các bạn sẽ gây hai lần sang chuẩn. Một lần sang chuẩn đó là từ nội tại của mắc, một lần sang chuẩn đó là nội tại của găng. Tuyệt vời chưa anh em? Còn ví dụ các vị tướng khác đi, các vị tướng khác mà lên cái găng ấy, ví dụ như là Omen nhà ta. Đấy, ví dụ Omen nhà ta nha anh em nhá. Đây, TNG phóng to lên cho anh em dễ nhìn. Tức là Omen đây nhá, là nó còn chưa kích cái nội tại đâu. Nó còn chưa kích cái nội tại sát khí của mình, thì nó đã gây sang chuẩn lên quái rồi. Đương nhiên là cái lượng sát thương lên quái nó chắc là sẽ bị giới hạn. Đây, lên găng. Ghê gớm chưa? Anh em hãy tưởng tượng một thằng Omen nó chói trúng thằng xạ thủ thiếu cơ động của kẻ địch, và sau đó nó quất. Trời ơi, làm sao chịu được hả anh em? Đã trâu được chiêu 2, lại còn trâu từ cái cấu tạo từ giáp và máu, đúng không ạ? Giáp và máu từ cái găng. Sát thương chuẩn từ găng nè, sát thương chuẩn khi bạn kích nội tại lên chém ầm ầm này. Tinh linh nè. Trời, nghĩ cái viễn cảnh đấy đã thấy rất tuyệt vời rồi anh em ạ. Anh em hãy comment các vị tướng mà các bạn thấy là tác dụng siêu nhân của cái trang bị này ở dưới video nhé. Chúng ta chuyển sang một chút thay đổi khác, đó chính là cái con cua ở cái đường mid anh em ạ. Con cua này đơn giản thôi, TNG sẽ ngắn gọn cho anh em. Đó chính là con cua này sẽ giúp cho anh em tăng vàng và kinh nghiệm. Giúp các bạn thứ nhất là vàng ai cũng muốn rồi, kinh nghiệm đặc biệt là khi các bạn muốn lên cấp độ 4 sớm đúng không ạ. Một chút kinh nghiệm nó rất là quan trọng nhá. Thằng nào lên 4 trước thế nào chả có lợi thế đúng không nào. Và đương nhiên trợ thủ mid nè, rồi thằng top, thằng rừng nó thể vào đây hỏi thăm. Thằng top thì nó có ấy con linh thú thủ vệ rồi, tính là cái linh vũ hộ vệ hay sao ấy. Đấy, còn bên đường rồng thì có chim đúng không ạ. Thì đứng yên rồi, đường mid phải có ghẹ thì anh em, ghẹ xanh hay là cua càng xanh cũng được. Đấy, nó rất là tuyệt vời cho mấy ông sử dụng phép nhá, hạ rất là dễ dàng luôn. Anh em đã thấy tuyệt vời chưa? Chúng ta cùng điểm lại một chút về cái con Tulen. Bởi vì các vị tướng nhà Malok này, rồi Nagrod ấy thì đã được chỉnh sửa rồi. Con nào mà đã được chỉnh sửa rồi ấy thì tin gì không mang lên đâu. Nội tại thì đơn giản thôi anh em, cú dí đầu nó bị giảm đam, nhưng mà mấy cái cú dí sau ấy, kẻ địch mà ăn trọn cái các điểm giật xét của Tulen ấy, nó sẽ bị gây rất là nhiều lượng sát thương. Nhớ nhá, ăn một hai lần đầu rồi nó chạy ấy, thì nó sẽ yếu hơn hiện tại, nhưng mà nếu ăn đầy đủ ấy thì nó sẽ mạnh hiện tại. Đơn giản dễ hiểu thế thôi. Còn chiếc quầy sao nhỉ, lần đầu sửa ấy là từ 30% xuống 20, nhưng mà bên nhà game ấy họ thấy là 1% với 100 AP ấy ngực quá, thành ra phải hiệu chỉnh lần hai, bởi vì lết nó quá bá. Hiệu chỉnh lần hai thì thành là 23% máu đã mất cộng 1% trên 150 công phép. 150 công phép các bạn được thêm 1%. Như vậy là con Tulen chỉ cần nó có khoảng tầm 1050 là đã được hồi lại ban đầu là 30% rồi. Mà với một con Tulen lên phép ấy thì 1050 chả chuyện nhỏ đâu anh em ạ. Ví dụ luôn là chứ là công phép mà tầm 1005 ấy thì chắc chắn sẽ đau hơn hiện tại rồi. Đúng kiểu con cưng mà giảm. Không, nếu nó giảm là cũng đúng. À, vẫn nói được nhá, tức là giảm ở dạng đầu game và khá là bá ở dạng late game. Cân bằng vị tướng này không phải là dạng vừa đâu nhá. Chúng ta cùng tiếp tục đến với sự thay đổi ở cái cục máu trụ. Đầu tiên là cục máu ở cái đường dưới này nè. Các bạn xem thông số đi ạ. Hồi phục 20% năng lượng, quá tuyệt vời. Hồi 250 máu và 35 năng lượng mỗi giây trong 6 giây. Thú vị đấy chứ. Nói chung là tăng trưởng để các bạn có thể bám trụ đường tốt hơn. Nếu các bạn lên thêm cái quả Phượng Hoàng Lệ cho một số vị tướng ấy, thì hiệu quả lại càng có thể tối đa. Chúng ta hiệu chỉnh thêm cả cái gói máu ở cái hai trụ cánh anh em nhé. Đây, đồng dạng là gia tăng rất nhiều. Tuyệt vời đúng không ạ? Tức là nhà làm game họ đang muốn anh em thể trụ đường dễ dàng hơn. Đặc biệt là với các vị tướng không có khả năng hút máu hoặc là hồi phục quá khỏe. Một sự thay đổi rất là tích cực nha anh em nhé. Gia tốc tế đàn thì sao? Cái gia tốc tế đàn ấy đơn giản thôi anh em. Ông nào mà thích đi cướp rừng nè, thích đánh nhau ở dạng đầu game ấy, với sự thay đổi của cái gia tốc tế đàn này ấy, trước phút thứ hai, đặc biệt là mấy ông thích cầm mấy con Arum hay là mấy con kiểu đi đùn phái kiểu con Thên nhá, hay là kiểu Grack nhá, có thể hoặc là kéo 3 tụm 5 đi sang cướp phái ấy, chẳng may bị bảng đếm số, thì trước phút thứ hai khi các bạn hồi sinh đúng không ạ, sẽ tăng 50% thời gian gia tốc tế đàn. Tuyệt vời chưa?
giúp cho anh em thì tiến ra giao tranh dễ dàng hơn. Đây là cái thông số của bên gà rán cung cấp, thành ra là TNG không biết tại sao lại ghi là 50% thời gian nhỉ, hay là do TNG học toán kém quá. 9 giây, 50% của 9 giây là 4,5 đúng không ạ? Ui, nhìn u cả đầu ấy nhỉ anh em. Tức là 50% của tăng tốc ế đàn là từ 4,5. 4,5 50% thì có phải là 9 giây quá đâu nhỉ? Phải là 100% gia tốc tế đàn là 4,5 là thành 9 giây chứ ta. Ôi trời ơi, u cả đầu anh em ơi. Ông nào học toán giỏi thì báo tiên gì được không ạ? Trời ơi, đau đầu quá. Thôi bỏ qua đi. Không anh em lại khó hiểu u đầu với tiên gì nào. Cứ nói cái gì tính toán ấy là tiên gì rất là đau đầu anh em ạ. Khổ, mất gốc toán mất rồi. Quên chưa hỏi anh em là cái đợt thi vừa rồi anh em được bao nhiêu điểm đấy. Comment dưới video đi nhá. Đồ trợ thủ nè. Cái này ấy rất là quan trọng. Bởi vì anh em, nếu các bạn đi đánh đơn ấy thì việc các bạn bị đi trợ thủ là chuyện hết sức xảy ra bình thường. 16 điểm nội tại tăng lên thành 20 điểm, 10 phút các bạn sẽ đủ 20 điểm này. Thoải mái nhá. Ảnh hưởng lớn nhất đó chính là đồ cấp 2. Có thể là nhà làm game ấy họ thấy là bọn trợ thủ ấy bây giờ nó khỏe quá. Anh em công nhận là khỏe đúng không? VTS trợ thủ nè, nào là Rumbua, Badum các thứ, rồi bây giờ thêm cả con mấy con Helen các thứ nè. Đấy, rất là khỏe lực luôn. Hay là Malok nè, Malok lên hỏa hệ cũng chém ra đâu. Helen lên thủy hệ thì cũng búp rất là khỏe. Đấy, còn bọn nào lên châu mà lên cái thổ hệ ấy thì cũng rất là căng. Đó là lý do vì sao mà 10% giảm một chiêu đó ạ. Đồ cấp 2 giảm chỉ còn là 5% thôi. Bởi vì bọn trợ thủ mà nó có hồi chiêu quá mạnh ấy thì nó sẽ rất là bá đạo. Bởi vì hồi chiêu các bạn có thể lấy từ Ngọc nè. Ngọc, các bạn Ngọc tanh cho trợ thủ đúng không ạ? Ngọc tanh mới ấy có thể là 6% hồi chiêu. Đúng không? Một số bị thương là chơi 10% cơ. Thì nếu các bạn cộng thêm 10% quả này lại có thêm 10% từ ví dụ là từ Thánh Châu đi. Đấy, rất là căng thẳng đúng không? Đó là lý do vì sao phải hiệu chỉnh ngay. Nhưng các bạn đừng buồn về sự hiệu chỉnh. Tức là khi mà vật lý, công vật lý này từ 3 xuống 2 nè, từ 5 phép xuống 3 phép, rồi từ 50 máu xuống 40 HP ấy, các bạn đừng có lo lắng. Hay là từ 10% hồi chiêu đúng không ạ, xuống 5%, đừng lo lắng anh em ơi. Bởi sao? Lên đồ cấp 3 các bạn lại có 10% hồi chiêu, các bạn lại có chỉ số ngon. Từ 16 lên 20 sẽ bù đắp cho sự thiếu hụt của cái phép vật lý và máu này. Ok chưa anh em? Tức là nhà làm game họ muốn là khi chúng mày đủ vàng lên đồ cấp 3 thì khoảng tầm giai đoạn đi đường đã qua khá lâu ấy. Đấy, khi bạn sẽ đủ đồ cấp 3 để búp đúng không ạ? Đa phần các bạn đi trợ thủ ấy sẽ lên cái đồ này đầu tiên, đúng không? Sau đó các bạn đưa lên cái đôi giày, giày gì thì tùy trận, tùy tướng. Sau đó các bạn lên đồ cấp 2 này, sau đó các bạn áp đồ cấp 3. Trình tự nó vậy mà. Thì khi mà các bạn lên đồ cấp 3 ấy, các bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề chỉnh sửa đây. Nhớ nhá, lên 3 là không phải lo lắng vấn đề này. Điều chỉnh cái nội tại hậu cần cho anh em trợ thủ nè. Nếu mà cái lượng vàng mà anh em đi trợ thủ mà xếp thứ 4, thứ 5 ấy, các bạn sẽ được gia tăng thêm. Nhưng mà nếu các bạn là thằng trợ thủ mà ăn mạng hàng đầu này, kiểu giống bạn đánh Batman nè, vàng thì nhiều nhất team nè, hoặc là đứng thứ 2 team nè, hoặc là đứng thứ 2 bản đồ, đứng thứ 3 bản đồ ấy, thì các bạn sẽ không được hưởng cái này. Nhưng chỉ cần các bạn đứng thứ 4, thứ 5, đây là ưu đãi cho anh em trợ thủ nha. Tức là 3 phút đầu nè, 3 giây tăng 6 vàng, 3 đến 6 phút tăng 8 vàng, và sau 6 phút cứ mỗi 3 giây tăng 10 vàng. Tuyệt vời chưa? Và nếu cái lượng kinh nghiệm của anh em đứng tư thứ 5 ấy sẽ tăng 8 kinh nghiệm trong mỗi 3 giây. Tuyệt vời không? Và cái nội tại khiêm nhường này sẽ tăng từ 8 phút đến 10 phút. Thực ra thì tăng thế này anh em đi trợ thủ, sát thủ ấy thì cũng không thích cho lắm đâu. Nhưng mà anh em đồng đội của trợ thủ lại thích. Bởi vì sao? 10 phút thì mới mất đi mấy cái này cơ mà. Đúng không ạ? Cái nội tại khiêm nhường là gì? Là các bạn farm ấy, là cái thằng đồng đội nó được hưởng vàng đấy anh em ạ. Nhưng mà đáng ra hiện tại ấy, là qua 8 phút là các bạn farm, các bạn last hit, các bạn nhận tất. Tức là không hẳn là nhận 100%, nhưng mà cái lượng chia cho anh em sẽ được nhiều hơn. Nhưng mà sau này ấy, sẽ là 10 phút. Như vậy là có lợi cho mấy ông xạ thủ nhá, có lợi cho mấy ông đồng đội nhá. Ok, đó là sự hiệu chỉnh một chút review về cái đồ trợ thủ này. Nếu mà sai sót ở đâu, nhớ comment để có thể chia sẻ và bổ sung cho TNG nhá. Bởi vì đây chỉ là chém gió theo ý kiến cá nhân, và là chém gió theo kiểu là tức thời, tức là nhìn và chém gió luôn, chứ không phải là chuẩn bị cái gì đó. Tức là không có chuẩn bị gì đâu nha anh em nhá. Ai dài được trước TNG bảo rồi, cái chiêu 2 của nó ấy, nó sẽ cân bằng lại với pháp sư, sát thủ và xạ thủ. Chứ bây giờ con ai dài nó gọi là nó chảnh lắm anh em ạ. Nó phải thích đi cùng với Crush nào, đi với Floor, rồi đi với bọn pháp sư kiểu Lidiana hoặc là bọn Gia Tai thôi. Đấy, lần này hiệu chỉnh nha anh em nhá, ngon chưa? Từ 100% xuống còn 50%.
hiệu chỉnh mấy cái thông số này nó sẽ ngon hơn cho anh em và bớt bị phụ thuộc vào kiểu là phải lên phép hay là phải lên tanh gì đó. Rồi anh em thể dễ dàng bay lên nhảy xuống, tức là chuyển người này nhảy người kia tiện lợi hơn. Và chiêu cuối, chiêu cuối nha anh em nhá, cố định. Cái cố định cũng có điểm hay của nó anh em nhé. Cái cố định có điểm hay của nó chính là nếu mà chẳng may ai ra lên bảng điểm số này, rồi là ai ra ví dụ là thả ra tranh ở cái thủ trụ này, thả ra tranh ở rồng này, thả ra tranh ở tà thần, thằng nào dám đánh ở trong tranh đấy ạ, đồng đội sẽ được tăng 30% tốc chạy và cái địch sẽ bị biến hình trong khoảng 2 giây. Nếu mà bọn nó có hóa giải khống chế hoặc đồ miếng khống chế là toang ngay đó. Thực ra nó có điểm lợi điểm hại đúng không nào. Volcat hiệu chỉnh thêm một chút. Volcat thực ra được chưa tiên gì nói rồi, nhưng mà Volcat là chưa update được bản chính nên tiên gì phải nói. Còn con Malok với con Nakroth ấy, nó hiệu chỉnh rồi. Nghe nói là xa tháng 8 ấy, khoảng mùng 5, mùng 6 sẽ update bản bổ sung lần 2. Chúng ta chờ đợi nhé. Chiêu 2 giảm tầm, nói chung là thằng này nó vẫn ganh bá anh em ạ. Phải giảm tầm của chiêu 2, và chiêu 2 siêu quan trọng rồi mà. Và khi bạn găm trúng chiêu 2, nó cũng giảm tầm nốt cơ. Đấy, thực ra ông nào cơ động ấy, vẫn còn né được kết quả chiêu 2 lần 2 của con Volcat. Còn chiêu cuối, đợt trước chỉnh một lần rồi anh em ạ, nhưng mà bị chê là chạy chậm quá. Thành ra sau đấy là gà rán họ lại, tức là nhà làm game ấy, họ lại chỉnh thêm, tức là 30 lên 40% và từ 60 lên 70%. Nhưng cái điểm chi của nó là chiêu cuối bị khựng thêm 0,5 giây mới có thể bắt đầu di chuyển. Ôi trời ơi. Khựng thêm 0,5 giây tức là lên ngựa phát các bạn bị khựng thêm 0,5 giây mà các bạn mới có thể truy đuổi cái địch. Thế này còn làm gì nữa anh em? Thế này tăng tốc là một cái gì ạ? Tăng có một xíu đúng không ạ? Tăng có thêm 10% mà lại chơi quả khựng 0,5 giây. Thì có cay không cơ chứ? Về cơ bản ấy nó hết chậm hơn hiện tại. Và chiêu ba này ấy, nó lại khựng thêm 0,5 giây, cay luôn anh em ơi, quá cay. Ta đài tiên di từng nói qua nhá, tức là anh em mất máu càng nhiều ấy, đam cùng lý tăng càng mạnh và các bạn có thể sức đam của địch dễ dàng hơn. Mất máu đây là mất máu hiện tại chứ không phải là máu tối đa. Ông nào càng ít máu ấy thì mất máu là càng ít đấy. Máu hiện tại nó điểm lợi là như thế anh em ạ, tức là đây là sự lợi hại của máu hiện tại. Chiêu cuối sao nhở? Chiêu cuối đương nhiên rồi anh em, hồi máu hơi bị căng đấy, nhìn chỉ số là biết mà. Nhưng cái điểm đáng tiếc của nó là bị xóa mất giáp, bởi vì hồi máu căng quá mà anh em. Người ta gọi là bán máu lấy đam nha anh em nha, tức là chắc là phải chơi kiểu semi Tara thôi. Didac, đúng vậy anh em. Didac thì chiêu cuối sẽ không thủ được cái đam trụ. Nói chung là buồn anh em ơi. Đó là các sự thay đổi ở tại phiên bản mới này. Đấy, cái phần này ấy, cái phần 2 này là TNG toàn kiểu là xem ảnh, xem chỉ số là chém gió luôn. Thành ra một số cái có thể bị vấp, một số cái có thể lỡ mà nói sai hay là nói quá hay là nói thiếu gì đó, các bạn nhớ bổ sung nhá. Và đừng quên bấm nút like, tiếp động lực cho TNG và đăng ký kênh để TNG có thể ra các video mới. Mà ra video mới các bạn đăng ký kênh và bấm chuông ấy, các bạn là người xem mới nhất, nhớ nhé, xem mới nhất. Ok, khi nào cập nhật bản bổ sung hay là bản máy chủ nhiệm ấy, TNG sẽ tiếp tục báo cho anh em. Và nhớ rằng đây là chỉnh sửa máy chủ nhiệm và sắp chúng ta lại bổ sung lần 2 rồi. Cùng chờ đón nhé. Sự trở lại của Malok bá đạo là sao chắc các bạn thấy rồi đúng không? Chúng ta cùng chờ đợi những thay đổi và sự trở lại của rất là nhiều tướng tuyệt vời khác.